khi mà mình làm việc thì mình chỉ đang tập trung vào một vài nhóm cơ. Nhưng nếu mình thể dục thì mình thể dục cho tất cả cơ thể của mình. Nó là sự tổng hòa, nên nó sẽ khác với cái việc là làm việc. Nên chị có thể làm việc ra mồ hôi nhễ nhại, đấy là điều tuyệt vời. Nhưng mỗi ngày chị vẫn chạy 5-7 km, và đấy là điều cần thiết. Chị Thảo hỏi là em đi làm đã ướt đầm đìa mồ hôi rồi, bây giờ chạy 5-7 cây. Chị chạy 5-7 cây mỗi ngày, đấy là điều tuyệt vời. Nhưng mà đi làm mướt mát mồ hôi khác với đi chạy. Giống như có một chị học nâng tầm, và chồng chị bảo chứ con điên, lúc nào cũng tập thể dục, ngày đi làm mỏi và mẹ ăn được ấy là còn tập thể dục. Đấy, có nghĩa là trong suy nghĩ của anh chồng ấy, thay vì cái công sức mày bỏ ra tập thể dục thì mày làm đi, mày lao động đi, mày làm gì mày phải chạy nhông nhông ở ngoài đường ấy như cái con điên ấy. Đấy, là trong suy nghĩ của anh chồng là như thế. Các anh chị có hiểu không đấy? Vợ thì học và vợ cứ chạy bộ mỗi ngày, nhưng mà suy nghĩ của chồng ấy là người ta già đi tập thể dục. Mày khỏe như con trâu ấy, mày làm sao mày phải đi tập thể dục? Cái sức mày đi chạy bộ như thế, mày chạy mệt ra mày cứ đi trồng thêm luống khoai, hay mày cứ đi chăn thêm con vịt này, mày đi cắt thêm cánh cỏ cho bò này, ví dụ như thế, thì vừa được năng suất. Đấy. Tức là quan điểm của anh ấy là chạy bộ, tập thể dục là phí sức. Đấy. Người già người ta không làm được việc nữa luôn, người ta mới chạy bộ. Người ta mới tập thể dục, còn mình đầy việc, người ta làm suốt ngày như này là người ta lao động rồi, kiểu như thế. Các anh chị, cũng nhiều người nói như vậy à? Em cũng bị nói như vậy. Mọi người không có nhiều cái sự hiểu biết, các anh chị, chúng ta không chê bai họ, chúng ta không phán xét họ, nhưng chúng ta không trở thành họ. Tại sao lại như vậy? Khi bạn làm việc ấy, thì bạn chỉ tập trung một số nhóm cơ thôi, bạn không tập trung tất cả mọi thứ. Nhưng khi bạn thể dục thì bạn thể dục cho toàn thân bạn, toàn thân luôn, bạn vận động toàn thân, tất cả luôn. Tại sao mà khi các anh chị trước khi đi leo Phan Xipang, tôi yêu cầu các anh chị phải plank, Tabata và plank? Bởi vì các anh chị, có những anh chị plank ấy sẽ đau vai vì các anh chị yếu ở vai, có những anh chị sẽ tức ngực vì các anh chị yếu ở ngực, có những anh chị sẽ đau thắt lưng vì các anh chị yếu ở thắt lưng, cơ lõi của các anh chị yếu, có những anh chị sẽ đau đầu gối, có những anh chị đau cổ. Mình đau ở đâu thì nó biểu hiện cái phần đấy của mình nó yếu. Nên khi mà mình làm việc thì mình chỉ đang tập trung vào một vài nhóm cơ. Nhưng nếu mình thể dục thì mình thể dục cho tất cả cơ thể của mình. Nó là sự tổng hòa, nên nó sẽ khác với cái việc là làm việc. Cả nhà có hiểu điều này không ạ? Các anh chị, nên chị có thể làm việc ra mồ hôi nhễ nhại, đấy là điều tuyệt vời. Nhưng mỗi ngày chị vẫn chạy 5-7 km, và đấy là điều cần thiết. Đừng đợi đến già mới đi tập thể dục. Đấy. Kể cả đi leo núi cũng thế thôi, có người đau đầu, có người tức ngực, có người đau thắt lưng, có người đau vai, cứ yếu ở đâu thì nó sẽ trồi ra đau ở đấy. Kể cả khi bạn chạy bộ cũng y chang như vậy. Thế còn 42 km để làm gì? Tại sao phải 42 km? Cuộc đời này không phải mọi thứ nó đều bằng phẳng. Mà đời dạy chúng ta bằng cách trao cho chúng ta vấn đề, trao cho chúng ta nỗi đau. Và vì vậy chúng ta liên tục phải tăng cái năng lực của mình để xử lý vấn đề, xử lý nỗi đau. Vì vấn đề lúc nào cũng có, khi mình nhỏ thì vấn đề nhỏ, khi mình lớn thì vấn đề lớn. Ví dụ như là với các anh chị, vấn đề bây giờ có thể là con bướng, con hư, con không có định hướng. Nhưng mà với tôi thì nó không còn là vấn đề đấy nữa. Nhưng mà bây giờ tôi có vấn đề không? Có chứ. Tôi vẫn có vấn đề chứ. Vấn đề của tôi là gì? Vấn đề của tôi là làm như thế nào để mà tôi có thể giúp được 10 triệu gia đình Việt Nam lĩnh hội được kiến thức này, trí tuệ này. Làm như thế nào để tôi có thể thay đổi cái anh vừa nãy ấy. Anh ấy bảo là điên là tập thể dục cho mệt ra, kiểu như thế. Đấy là vấn đề của tôi, làm thế nào có thể giúp họ nhận thức đúng đắn. Vấn đề của tôi là có rất nhiều cha mẹ bây giờ vẫn chỉ chiết đay nghiến con cái, có nhiều người vẫn đổ lỗi. Vấn đề của tôi làm thế nào để mà giúp họ nhận trách nhiệm của cuộc sống này. Vấn đề của tôi là mình nhìn thấy có rất nhiều đang sống ganh ghét, đố kỵ, khó chịu. Vậy thì bây giờ làm thế nào để mình có thể giúp họ bình an, yêu thương? Làm thế nào? Cho nên là tôi cũng có vấn đề của tôi chứ. Bạn cũng có vấn đề của bạn chứ. Nên vấn đề lúc nào cũng có.
Và vì vậy mình phải liên tục tăng cái năng lực của mình. Thế khi bạn chạy 42 km là bạn đang vượt ngưỡng, bạn làm những điều bạn chưa từng làm, bạn đang bứt phá bản thân, bạn đang vượt ra khỏi cái vùng an toàn của mình, cái vùng thoải mái của bạn để chinh phục những cái đích lớn hơn. Thế thì khi ấy mà bạn chinh phục được một cái đích lớn hơn, bất kể là đích gì, bất kể là đích gì, là đích 42 cây, thì ví dụ như là bạn đang thu nhập, bạn đang kiếm khoảng tầm 20 triệu một tháng, và bạn cũng không nghĩ đến cái đích là 40 triệu một tháng, nhưng bởi vì bạn đã vượt được đích 42 km thì với cơ thể này nó rất hay luôn. Nó không biết là bạn đã vượt đích kiếm tiền hay bạn đã vượt đích chạy bộ, nó không biết đâu. Bạn đã vượt đích leo núi, bạn chỉ cần vượt được một cái đích thì cơ thể này nó đã có cái mô thức vượt đích rồi. Nên là bạn hoàn toàn có thể sẽ vượt tiếp được một cái đích là từ 20 triệu lên 40 triệu. Các anh chị có hiểu điều này không đây? Cái cơ thể của mình nó thế. Đến lý do vì sao mà tôi đưa các anh chị đi leo núi, bởi vì khi các anh chị đi leo núi, đi leo cái đỉnh Phan Xi Păng, khi các anh chị làm những cái việc mà ít người dám làm cái việc mà phải vượt qua rất nhiều rào cản đấy, thì mình gọi là cái kết tinh gì đó bên trong các anh chị nó được kết tinh rồi. Và vì vậy sống ngoài cuộc đời này có rất nhiều những cái khó khăn thì các anh chị vẫn cứ làm bình thường. Bởi vì leo núi các anh chị đã leo rồi thì cơ thể chỉ biết như vậy thôi. Bởi vì bạn thường làm những cái việc ít người dám làm, bạn thường sẵn sàng vượt qua cái vùng thoải mái của mình để bạn làm. Đấy là lý do vì sao cần chạy 42 km đấy. Hiểu chưa nào các anh chị? Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Nếu các anh chị thấy video này có giá trị, hãy bấm like và comment bài học ở phía dưới. Và nếu các anh chị muốn cô Lan chia sẻ thêm về chủ đề nào đó thì các anh chị cũng hãy comment cái nguyện vọng mong muốn của mình xuống phía dưới. Xin chào và yêu thương cả nhà.